Bên phía của MI đang tập trung 5 người và họ vừa có một số lợi thế trong việc kiểm soát được rừng. Chúng ta nhìn sơ qua về những cái bản ngọc then chốt. Son! Nhưng khoan đã, sau đó ta bị dí rồi, Spada đã tìm cách được bắt được anh ta. Mất đi cú đấm bùng nổ, có thể sẽ bị tấn công liên tục, không gió vừa rồi không cứu được Son. Anh ta chạy về một cú quẹo báo, cú vào dưới, mất tốc biến và sai, có thể sẽ phải nằm xuống. Đó là màn chiến công đầu do cho Artemis. Jodak có thể sẽ đi bộ về thành công, nhưng một chiến công đầu rơi vào tay của Kai'Sa là một cơn thảm họa. Đừng giỡn đấy nhau. Cùng đường dưới là chàng Duran khiêu khích thành công style, ta không có phép bổ trợ nào cả. Chắc chắn mạng này sẽ nằm trong tay Artemis, đã có. Và dù đã cố gắng lùi về, anh ta thậm chí mất luôn tốc biến rồi. Câu sâu được xuất hiện và mục tiêu mà phía của Team Whale nhắm tới lại là con rồng. Rồng sẽ là mục tiêu mà Whale họ hướng tới. Đây là con rồng miễn phí dành cho họ. Đây là con rồng lửa miễn phí. Tại vì cơ bản là rõ ràng đường dưới đang thọt, đường giữa thì người chơi đường giữa của MBE đang bị đẩy vào thế. Còn rừng của MBE thì đang hướng tới là mảng rừng bên trên. Nên tạm thời thì Team Whale họ sẽ có được con rồng lửa này, Spada. Bằng một cách nào đó anh ta đang có rất thấp máu. Rizal không có bánh bích quy, không còn nhiều năng lượng nữa. Nên Spada đang tự tin trong việc anh ta trụ lẻ. Nhưng khu vực nửa cánh dưới tiếp tục muốn can thiệp hay chăng đây? Chỉ là tạo những bước di chuyển dành cho Binzay vào sâu trong đường đối phương và kiểm soát được tầm nhìn mà thôi. Nhưng bây giờ thì sao? Zodiac mất đi bộ combo, anh ta bị hất tung. Đó là cú đông của đi công lý, gọi bão luôn. Dễ vậy ta? Quá đơn giản, Artemis là người có được điểm hạ gục thứ 3 rồi. Và ở khu vực đường dưới, đó chính là combo. Và xuất hiện không, đó là siêu hùng giáng thế. Tấn công vào người Zodiac, anh ta cực kỳ nhanh dịch chuyển tới cứu. Cứu không được rồi. Đây. Còn được lại. Đây mới là một combo ly bè khổng lồ luôn. Tả xung đột đấm lần đầu tiên, nhưng đó là lần mà Son nằm xuống. Froggy có được mà hạ gục shutdown, nhưng ta liên tục chạy đánh hạt thông. Glory vẫn dí được và thoát đi bởi phi hồ cuối cùng. Nhưng ít nhất là Son cũng phải nằm xuống ở pha thôi rồi. Trong khi đó thì Team Whale họ đang muốn can thiệp tới ba con sâu này trong bầy rừng. Rừng Team Whale. Binjay, anh ta chạy rồi và lướt theo với cái nhanh nhuyễn liên tục tấn công, gọi bão làm chậm nhá Imo, nhưng người ta đang khó có đường về. Froggy cũng chặn rồi. Binjay đang cố gắng làm tất cả những điều có thể để tránh cho Style ăn mạng, nhưng tôi nghĩ là khó. Quay ngược trở lại, gọi bão tiếp tục nhây, cầu khá là nhiều thời gian ở đây. Style bắn thường liên tục hụt và Binjay vẫn đang nhây, Binjay vẫn đang chạy, và cuối cùng Froggy là người ăn mạng. Rất khổ dành cho Style trong ván thi đấu này. Trong cái đó thì Son, anh ta đang muốn can thiệp tới ba con sầu và anh ta sẽ có được chọn ba con sầu. Một tình huống của Team Whale tham lam thì cuối cùng này còn cái Team Whale còn cái nịt. Thực sự là Team Whale họ muốn ăn một phát hai mục tiêu. Nhưng khoảng đã, tiếp tục là giáng thế rồi. Ta chẳng Duran khiêu khích thành công tận hai người. Binjay tới, đó là lôi thần giáng thế tấn công thẳng vào người của Zodiac. Style. Một con bò không cựu được và đó là bản năng sát thủ liên tục tấn công. Style mất đi thanh tẩy, nhưng thanh tẩy của W làm gì nổi, hết sức rồi. Đây là nhịp mà Binjay đã hồi xong chiêu cuối và ngay lập tức Team Whale tổ chức tấn công xuống đường dưới. Và họ đã có được hai điểm hạ gục xạ thủ và hỗ trợ của đối phương. Và sau đó thì họ lấy luôn cái trụ đầu tiên ở đường dưới này. Dịch chuyển ngược trở lại đến từ Glory. Họ sẽ sẵn sàng cho một pha giao tranh lớn được nổ ra đây. Artemis di chuyển đến khu vực đường giữa để có thể đẩy lính đấm thẳng vào người của BE. BE mất E rồi, anh ta bật W khiêu khích chỉ được một người mà thôi. Đã có dịch chuyển bởi đường trên của phía của MBE. Tả xung đột đấm thẳng vào người của Son. Son bị giữ chân lại, không, Son đấm vào BE. BE đang chạy, BE đang lùi về, BE bị dính thiêu đốt, BE còn sống với một chấm máu kia. Nico quá đẹp trong tay Glory, và đó là siêu hùng giáng thế, sẵn sàng lôi thần giáng thế lao vào luôn, tấn công thẳng với Rocky và bản năng sát thủ kết liễu được. Cuối cùng thì Artemis thần săn bắn liên tục xả xét thêm vào những câu mồi của mình. Và đây là gần như là endgame triple kill dành cho Ria ở đường giữa này. Tình huống mà Team Whale họ đã câu kéo đủ thời gian để chờ người chơi đường giữa của mình kịp thời tới một pha giao tranh là 3 vs 4 trong gần như là hầu hết cái pha giao tranh vừa rồi. Và Team Whale vẫn không phải nằm xuống bất cứ một người nào cả. BA ta lùi về thành công với một chấm máu trên người. Và bây giờ Team Whale họ chưa muốn dừng lại, họ đang muốn đẩy tiếp cái trụ thứ hai đường giữa đã bị đẩy đi rồi. Glory bị tấn công. Quy tốc biến đấm thẳng người Glory. Glory đang gặp nguy hiểm, tuy nhiên ta lùi được về. Tiếp tục là bóng nghiền nát được, nhường mạng lại dành cho Style. Chúng ta đang nhìn thấy là đội hình của Team Whale bây giờ họ cực kỳ dễ đánh. Glory, anh ta la vào, anh ta bị dính tạ xung hộ đột mà hút nghiền nát. Nhưng làm gì đủ sát thương nhờ. Đó là nổ hoa được hai người. Glory đang cố gắng chạy bị dính thiêu đốt, nhưng người thứ ba tới thì đủ. Rồng đã xuất hiện rồi. MB họ đang muốn nấp để có thể bắt lẻ trong tiểu này. Chúng ta đang nhìn thấy Style hai đồ, còn ngược lại phía kia ba đồ cùng chàng vàng đã có tấn công thấu người. Đó chính là Binjay, ta gục cực kỳ nhanh, siêu nhân thế đáp xuống hất tung được hai người. Nhưng đội hình Team Whale mất người rồi, họ sẽ cần phải có khoảng trống dành cho Style lại. Ơi, nhanh như điện đến từ Style. Hổ báo thế, một cú đồ họa cực kỳ đẹp. Nhưng người đang thấp máu là Glory. Glory có thể sẽ phải nằm xuống, bật đai lưng. Ôi, anh ta chạy được với một chấm máu. Artemis đang xả sát thương nhưng cuối cùng đã nằm xuống với lượng sát thương của Rizal. Artemis vẫn đang bắn, tấn công người của Rizal. Tốc biến lên, Lateral khiêu khích được hai người. Spada lao lên, anh ta gõ được hai người. Tiếp tục là mục tiêu đó Style. Style lướt được, nhưng double kill với Artemis. Và họ sẽ có con rồng thứ tư của ván thi đấu này.
Một tình huống mà rõ ràng lợi thế ở nhịp 1 dành cho MB khi mà họ bắt lẻ thành công Binzay ở pha thứ 5 vừa rồi. Binzay không kịp sử dụng chiêu cuối và anh ta vẫn phải nằm xuống và giao tranh trở thành 4v5. Nhưng khi mà Star anh ta nhảy qua tường để cố gắng tìm vào người Spada thì ở bên này, bên phía của MB họ đã tung ra hơi nhiều chiêu thức trong... Nhưng rõ ràng là Team Will chưa mắc quá nhiều bất cứ sai lầm nào trong những tình huống gần đây. Tóc biến lên combo mở thẳng vào Artemis, anh ta bấm giao tay Seeker, siêu hùng giáng thế dịch chuyển ngược trở lại. Đến từ đường giữa tấn công thẳng người Son, thùng đường nó không hớt được ai cả. Glory về còn sống đó, nhưng anh ta bị làm choáng lao vào bởi Spada, anh ta đã cô lập đối phương. Nhưng anh ta bị vòng vây của đối phương gõ quá nhiều, Glory thấp máu. Và Froggy cũng vậy, anh ta đã phi hồ chạy, một người nằm xuống đó là Son. Artemis lao vào với chiêu cuối bản năng sát thủ, lôi thần giáng thế cũng được tung ra. Artemis tiếp tục có mạng hạ gục. Phía bên này là một con bò Kobe giữa năm thành viên đối phương và họ có thể hướng tới Baron. Và chỉ duy nhất Ryzo là người sống sót trên đội hình của MB mà thôi. Năm thành viên còn lại của Team Will đều có mặt ở trên bản đồ và họ đang nhắm tới con Baron này. Một tình huống mà rất nhiều điều kiện thắng của MB ở pha thi đấu vừa rồi lại xử lý không thực sự là tốt. Cái thùng rượu nổ của Ryzo chỉ trúng duy nhất vào người Glory mà thôi. Một vòng sau, đến từ Son, anh ta sẽ bắt vào người Glory. Glory mất sáng trái, anh ta bị tấn công liên tục và không kịp thở. Nhưng bản năng sát thủ và siêu giáng thế đã tới, Spada cũng tới luôn, tấn công thẳng người của Son. Son nằm, lôi thần giáng thế lao thẳng vào trụ. Bên phía của Spada đang đánh liên tục một cú tung nổ cực kỳ đẹp. Và bên phía của Team Well đã thấp máu ở hai mục tiêu. Họ cần phải lùi về và Spada bật thầy vũ khí đứng đây, không ai dám truy đuổi. Và như vậy là Tiwe họ chỉ nằm duy nhất là người Rory mà thôi. Bên phía Tiwe họ đã phản xạ cực kỳ nhanh ở pha thi đấu vừa rồi với một cái bản năng sát thủ kết hợp với cả một cái siêu hùng giáng thế. Và đội hình của MB dường như là sẽ bị bóp nghẹt. Họ cần phải một làm một điều gì đó để rồi nằm xuống, hoặc là không làm điều gì rồi cũng nằm xuống mà thôi. Đây, tôi nói họ không làm gì cả. Son bị giữ chân lại, lôi thần giáng thế được tung ra, dịch chuyển tới. Son đi cực kỳ nhanh, tốc biến đến từ Yodak, nhưng bên kia có người đón đầu đó, Spada. Anh ta lao tới, ta không hề ngại, bản năng sát thủ tung theo. Và cuối cùng Artemis đã làm gọi được con bò Kobe bên phía bên kia. Năm thành viên sẽ diều lính vào tấn công hồ trụ, mất 3 lượt phi hồ rồi. Và Team Will họ sẽ nhắm tới con Baron, về nhà mất đồ. Hình như là Team Will họ rút ra được bài học là MB không hề dễ nhặt tí nào cả. Không nên throw với một cái đội tuyển này. Dịch chuyển ngược trở lại, MB họ muốn đánh, họ tấn công thẳng vào BA. Nhưng BA cực kỳ trâu, đó là đồ hòa bóng người đến từ Glory. Đồ hình của MB tan vỡ, vô đắc nằm, Son cũng đi luôn trong tình huống này. Và Style đã bị dĩ, siêu hùng giáng thế được cứu Binzay. Binzay còn sống, còn Style gục ngã. Chúng ta nhìn bên này thì sao đây, Froggy đang cố gắng bỏ chạy, Ryzo cũng thế. Glory truy đuổi, anh ta dính hồn gió, anh ta dính cầu đi cầu về. Và anh ta đi cùng với đồng đội bên phía bên kia, không người đồng nghiệp đường giữa. Còn thì phía này một con Ragaz, một gã bầm rượu đang cố gắng chạy. Nhưng Team Well không quan tâm, họ sẽ end ván thi đấu này. Và sẽ là 1-0 dành cho Team Well. Họ đã đánh rất chuẩn bài trong ván thi đấu này. Họ Marco thực sự chính xác ở trong những tình huống quyết định. Và cơ hội lớn nhất của MB thì là cơ hội mà họ đã bắt vào người Binjay ở đường giữa. Nhưng họ lại không thực hiện những cái lợi thế sau khi bắt lẻ đó thành công. Và từ từ đã. Tấn công. Nhưng tôi nghĩ là bào KDA mà thôi, Spada vẫn đang đánh nhà. Và bây giờ họ quyết định quay ngược lại đánh người. Và sẽ là 1-0 dành cho Team Well. 1-0 dành cho Team Well áp đảo từ đầu game cho tới thời điểm mà họ lấy được những mục tiêu lớn. Và để cho con bài Jack anh ta được thoải mái chơi ở đứng trên. Kai'Sa thì đã quá xanh rồi. Những tình huống phản xạ liên tiếp thành công đến những thành viên của bên phía Team Well. Và họ đã có được lợi thế ở trong những tình huống quyết định nhất để có thể kết thúc ván thi đấu này. Còn MB, họ chỉ có thể tự trách họ mà thôi. Họ có một đội hình cũng không phải là khó chơi. Họ vẫn có thể xử lý cái đội hình đó được. Góc quay vô cùng đẹp, ôi va chạm luôn rồi, Yodak bị kẹt lại. Sao ta kẹt lại thế này? Thiên đình kiếm lao vào bụi à? Ủa, nhưng mà Achok ở đường trên mà. Coi thử BA nâng E hay là nâng W đúng không này. BA có thể sẽ là mục tiêu được nhắm tới. Tấn công vào, vẫn đang nhấp, tấn công thẳng người BA. BA out tầm trụ, anh ta mơ nâng W. Nhưng cuối cùng một vài năm xuống. Và người có điểm hạ gục đó chính là Style. Nhưng Binzay tới, Style mất thanh tẩy. Style bị đánh đập, Style mất tốc biến để chạy. Artemis tốc biến lên nhưng chưa đủ sát để hạ gục. Và ràng buộc được hai người, Artemis cũng mất tốc biến, mất cả thanh tẩy, mất luôn mạng rồi. Son đang có những bước di chuyển cùng với bộ skin Volibear cảnh binh và anh ta không cho đối phương thông chốt. Zodiac là người đủ uy tín để có thể che chắn, nhưng bây giờ họ muốn chơi tới, họ muốn tấn công Style không có hai phép bổ trợ. Ràng buộc giữ chân một người đó Zodiac, nhưng họ tấn công thẳng người của Style. Style không có spell, anh ta nằm xuống cực kỳ nhanh, mạng hạ gục rơi tay của BA. Đợt lính thứ hai đã tới rồi và Ryzo quyết định bỏ trụ đi bộ về.
Hợp lý, bây giờ chờ Ari anh ta sẽ chuyển tới đường dưới có đấy nhau. Đường dưới, tôi nghĩ chỉ là một pha trao đổi nhẹ mà thôi. Bao giờ Son tới thì nó mới nặng. Vô đáp dính ràng buộc. Và bên phía của BA, nếu như anh ta lướt lên với Cơn Đồ Vân thì có thể anh ta sẽ là mục tiêu phía của BA nhắm vào. Artemis vẫn đang nhấp nhả thì định kiếm tấn công thẳng người Artemis. Artemis mất đi thanh tẩy, gọi bão, làm chậm và gây một lượng sát thương khá khá vào người của BA. Nhưng Artemis vẫn vô cùng đánh đá trả sát thương. Đó là lôi thần giáng thế. Artemis đi trong pha này luôn rồi. Và mất chim mồi, họ có muốn mắc trụ vào người của BA không đây? Họ có thể sẽ đẩy lui BA ra khỏi cái quây lính này. Tốc biến lên, gọi bão và làm choáng, quay ngược trở lại cố gắng gỡ. Nhưng không gỡ được mà anh ta lại phải nằm xuống. Như vậy là một tình huống có phần tham lam đến từ Artemis. Một tình huống thoát đi cực kỳ nhanh với cú phi hồ. Và hai lần chúng ta thấy được là Froggy anh ta phản xạ nhanh như thế nào trong những tình huống nổ hoa. Phút thứ 8 của ván thi đấu này và MB đang dẫn trước so với đối phương là gần 2k tiền. Style vẫn đang diễn nhưng anh ta vừa bị làm chậm bởi cú quỳ. Bolaban ném, Zodiac lần người che và lốc xoáy. Khoai tay lốc xoáy tấn công thẳng người Zodiac. Nhưng anh ta trâu quá, BA có thể so với người nằm. 1-1 đổi dành cho MB. Để xem MB họ đáp trả bằng những cái động thái như thế nào. Họ đang muốn lấy lại những cái lớp kiến trụ 6 sâu đang giúp cho Style đẩy trụ với cách tương đối nhanh. Và thậm chí có thể bị tấn công. Tốc biến ra, tấn công thẳng người Glory. Anh ta bật nổ hoa lên, chỉ một người mà thôi. Nhưng đó là lôi thần giáng thế, vô hiệu hóa trụ và không dính CC luôn. Khả năng xử lý đó từ Son với công bài Volibear là quá tuyệt vời. Bây giờ Team Will họ đang muốn đáp trả lại bằng một con sứ giả khe đứt khi bên phía của MB họ đã dồn tương đối nhiều tài nguyên để bắt vào người Ori rồi. Hôm bữa Alam có đăng một cái status là tôi chưa bao giờ thấy một đội tuyển nào macro kinh như MB đúng không? Và Son hôm nay làm được điều đó, anh ta vận hành con bài Volibear ghê quá. Ràng buộc thành công nhưng Zodiac cực kỳ cứng cáp. Raizo quy một trúng và Artemis đau quá, bản năng sát thủ đã được Style hạ gục ngay lập tức. Artemis bia đang cố gắng chạy, lao vào với lốc xoáy và lốc xoáy để chạy chứ không để làm gì cả, bị trừng phạt, bị làm chậm. Raizo đang đuổi, Son cũng đang đuổi, anh ta có phong hồ và chuyến này con khỉ này không về được rồi. Anh ta tiếp tục cân đổ vân vào lính nhưng Raizo với một cây kiếm khổng lồ trên người đi qua cả tầm nhìn luôn và nằm xuống. Raizo là người có bài hạ gục và Team Will bây giờ họ phải co cụm lại 6 sâu. Lao vào dịch chuyển, không sợ trụ tại vì họ có lôi thần, đó chính là Bolaban. Nhưng chỉ ngừng lại là ép đối phương lùi ra mà thôi. Lái sứ giả lấy được hơn nửa máu sứ giả rồi, của trụ rồi. Và Son cực kỳ cơ động, họ đang đánh an toàn, họ quyết định lùi về, câu được thần ca sấu. Froggy bị làm choáng, bị giữ chân, bị xoáy, bị gây sát thương. Froggy nằm cực kỳ nhanh, một cú nổ hoa được hai người. Lôi thần giáng thế bởi Son để thoát đi. Nhưng phía bên kia Zodiac không may mắn như thế, tại vì không có chiêu chạy. Lao lên phi hồ, không gió tấn công thẳng người của BJ, anh ta bị dưới chân lại. Chuyến này BJ khó về rồi, hắc ám soi rọi để hỗ trợ. Bạn đang sở thủ tấn công thẳng người BJ, anh ta tiếp tục chạy. Nhưng Baron đã chắc nói là khó lắm. Bây giờ cây xa 3 đồ, anh ta có thể tấn công thẳng vào Baron này. Baron là mục tiêu bên phía của MB, họ sẽ nghĩ tới bởi vì BJ, người duy nhất cầm trừng phạt thì đã phải nằm xuống rồi. Và nếu như không lấy được Baron này thì có thể lấy mạng để hướng tới con rồng tiếp theo. Đó là phương án mà MB họ chọn là hoàn toàn chính xác. Bây giờ họ cần phải kiểm soát bản đồ. Nhưng bây giờ ấy chắc trong tay của Raizo đã bị tấn công đường giữa này. Raizo sẽ là người che chắn cho đồng đội của mình ăn. Glory sẽ là spotlight trong pha giao tranh này. Anh ta vượt qua chiêu cuối, anh ta vượt qua tốc biến, anh ta hóa thành lính. Nhưng quay ngược tấn công, một cú bộ quá đẹp tới từ Raizo. BA đang xoáy, anh ta giữ chân hai người view này. Sai đang cố gắng bắn, anh ta bị dừng lại. Nhưng Sai đã hạ gục được BA. Cùng với điều kiện Sparta quẩy không nổi nữa. Glory dùng đai tên lửa để bỏ chạy. Baron sẽ là mục tiêu của MB, họ sẽ ăn ở trong tiếu này sau một pha giao tranh thành công. Đội bên phía của Team World đang cố gắng kiểm soát. Rồng đã có dành cho họ, liệu rằng họ về được bao nhiêu người. Raizo đang bọc cánh, Son đang cố gắng chạy, anh ta chạy với một tốc độ sấm sét vì đây là lôi thần. Froggy dùng Vio truy đuổi vào người của Binzai, anh ta bị dính cả bản năng sát thủ và Binzai không thoát được trong tình huống này. Như vậy Baron bây giờ mới ăn Baron chăng? Thực sự là bên phía của MB họ đang hơi overthinking ở pha thi đấu vừa rồi, họ nghĩ tới con rồng nhưng bây giờ họ có thể lặp lại. Họ sẽ ăn tại vì bây giờ không có tranh chấp trừng phạt 50-50. Họ không ngán gì cả, mắc ở khu vực rừng trên, hoàn toàn trong tay của họ. Raizo đứng đây kiểm soát tầm nhìn. Và người duy nhất có thể gây ra đột biến đó chính là Glory mà thôi. Anh ta di chuyển qua như hồi nãy. Một bổ, hai bổ, ba bổ là có khi sẽ nằm. Froggy đang canh. Một bổ, bổ một đầu tiên hụt. Và Glory cần phải lùi về. Một cú hắc ám soi rọi để lấy tầm nhìn. Và Baron đã có. Bia lao vào, anh ta tìm kiếm vào ai. Anh ta bị tấn công, anh ta bị giữ chân lại, anh ta nằm xuống. Raizo một cánh lên, anh ta tấn công người Glory. Glory dùng nổ hoa, nhưng đó là một cú nổ hoa dành cho anh ta. Froggy hùng gió thành công một người, đó chính là Artemis. Và cuối cùng Artemis đã nằm xuống. Spada quẩy trong tuyệt vọng. Đó là kết thúc dành cho Spada trong pha giao tranh này. Tốc biến để chạy, anh ta cố gắng câu giờ. Son đang truy đuổi, Son gọi bão, Son làm chậm, Spada về nhà, chắc chắn là về bể đá cổ rồi.
Đúng là như vậy, và chỉ duy nhất Binzay là người vừa mới hồi sinh đây, ta lại là người còn tồn tại duy nhất của team Wales mà thôi. Hùng gió thành công, người bị tấn công đó chính là Spada. Anh ta cần phải lùi về, bộ la bằng tấn công thẳng người của Froggy, nhưng nên nhớ Froggy cầm dây thủy ngân, tính cực kỳ nhanh. Tiếp tục là hùng gió, Spada liên tục bị gây sát thương, sau này che trắng, đó chính là Thái Dương Hạ Sang giữ chân được hai người. Son cố gắng chạy gỡ được một mạng rồi, nhưng nhà lính khu vực đường giữa đã có dành cho bên phía của MB. Học quay ngược trở lại với bản năng sát thủ đến từ Style. Anh ta chưa tìm kiếm được một mạng hạ gục nào cả, và tôi nghĩ là MB cần phải lùi về trong tình huống này. Đúng là như vậy, họ có được một cái nhà lính ở đường giữa nhưng lại phải bỏ mạng ở người chơi đi rừng của mình. Bên phía của team Wales quyết định họ là đi cùng nhau, được ăn cả ngã về không. Và áp lực khu vực đường trên cũng đang có khi Rizal đang ép sát được lính vào trụ, mất tốc biến bởi Zodiac để né cú sáng trói. Froggy tới sẵn sàng huy hồ, lao lên tấn công thấu người Spada. Anh ta bị chúng sát thương cực kỳ nhiều, Noha được ngược nhiều người, nhưng Spada đã nằm xuống. Froggy lướt, Froggy bị tấn công, Froggy vẫn còn sống. Froggy gây ngược trở lại để sẵn thương của Glory. Glory đã nằm, BJ đang chạy, tốc biến quyết phá cực kỳ đẹp với Rizal. Và họ như là đã quét sạch đường của team Wales rồi. Và chiến thắng sẽ có dành cho MB. Chúng ta sẽ có thể thức một phép một showdown trong cặp thi đấu ngày hôm nay. Senna và Artemis còn 9 giây. Sát thương đến từ bên phía MB là có những quyết định của họ là không muốn được ăn cả ngã về không ở trong thi đấu này. Không phải được ăn cả ngã về không mà họ không muốn rủi ro. Hình như là họ tính được cái thời gian hồi nhà lính rồi. Ủa không, nhà lính họ lấy ở pha giao trước mà ta. Tôi cũng không hiểu làm cái ý đồ đến từ MB ở trong thi đấu này. Tôi nghĩ rằng họ có thể endgame được với Aatrox, với Volibear. Đúng là như vậy, và MB bây giờ họ sẽ nhắm tới con Baron này. Một con Baron miễn phí dành cho họ, không có bất cứ một cái sự can thiệp nào của team Wales. Và để cho cá sấu đang đẩy đường dưới, không biết là có cái trụ thứ hai ở đường dưới hay không, gỡ gạc được một cái lượng tiền nhất định dành cho Spada. Senna ở thời điểm hiện tại chỉ mới hai món trang bị, con tướng này cực kỳ yếu. Và MB họ sẽ vận hành được cái linh hồn rồng nước cùng với bộ lợi Baron như thế nào đây? Họ đang cử cả 5 người lên khu vực đường trên. Họ sẽ lấy được cái đường này luôn, đã có. Và cái nhà lính đơn độc không ai bảo vệ cả dịch chuyển đến từ Nico Glory. Anh ta muốn vòng sau, nhưng Rizal có một cái lớp giáp phép trên người. Anh ta không hề sợ biến thành một con lính. Con lính nó di chuyển, chú ý bản đồ của anh Lam ơi. Và Bola băng không dính, đó là lôi thần giáng thế lao vào tấn công thẳng người của Spada. Bên phía bên kia Bia đang thấp máu, nổ hòa được ba người nhưng lượng sát thương không đáng kể, bấm đồng hồ bởi Style và anh ta còn sống. Glory gục ngã cực kỳ thần thánh, double kill dành cho Rizal. Froggy tiếp tục lao lên và sẽ là một đều dành cho MBE. Một đều dành cho cả hai team, và chúng ta sẽ có thể thức một Pimble Showdown, một thể thức solo đến từ cả hai team. Và một ván thi đấu mà bên phía của MB họ đè bẹp đối thủ ngay từ thời điểm đầu ván đấu với những bước di chuyển cực kỳ hay, và ý đồ chiến thuật đến từ cặp đôi Senna kết hợp với cả Wukong đã phá sản hoàn toàn. Thực ra tôi rất là khó hiểu với cái ý đồ chiến thuật của team game, có lẽ họ đang thử đội hình, bởi vì chúng ta anh ta lại tiếp tục là W trúng, lại là Q trúng, ác chưa kìa. Và hiện tại thì Rizal đang muốn trả chiêu ngược lại, tiếp tục né. Ui, từ từ, con Serat thì có đội tài khinh thường kỹ yếu à? Ác con chưa? Con Serat này tôi rất hay gặp trong rank nha anh Thiên nhá. Mượt nha, anh ta chỉ cần đứng được khi đối phương tung chiêu là né một cái. Hồi nãy chúng ta nhìn thấy luôn vì Yuna cười rất tươi và Q tiếp tục trúng. Lần này thì trúng vào người của Spada, nhưng Rizal đang lộ quá, anh ta bị lính bắn liên tục vào người. Và hiện tại thì Rizal, anh ta là người còn khoảng tầm 1/3 máu thôi, đúc thành công rồi. Rizal né được Faqui, mọi người là Spada tiếp tục né được Faqui. Và tạm thời thì Spada không còn nhiều năng lượng nữa. Nhưng Rizal thì anh ta cũng trả sát thương ngược lại ổn ở pha thi đấu này. Được né, né rất mượt bởi Spada. Faqui vừa rồi có Spada vào đâu vậy ta? Vào lính à, anh ta đang muốn đẩy lính này đi về. Vẫn đang lách chiều, lách mượt chưa kia. Tiếp tục là né nhưng cú W ngay tầm thì hơi khó. Nhưng Rizal đang thấp máu, thấp năng lượng, Spada muốn tranh chấp, mất la chắn. Mất la chắn, em cũng thành công tí máu nữa thôi. Anh ta hồi máu được và mất tốc biến để chạy. Cả hai thành viên đang muốn khô máu, nhưng người khô well là Rizal. Và như vậy là chiến công đầu đã có dành cho Spada. Anh ta sẽ có được một lần cường hóa khả năng biến về của mình. Spada đang khá là trên cơ so với đàn em của mình. Anh ta còn lời một cái lá chắn nữa nha. Đúng rồi, tôi nhìn thấy anh ta trừ 50 đồng. Tức là ôi, ui, cấu gì là máu ác luôn. Vậy? Ác trời ơi luôn. Con Serat thì quen lắm anh Thiên ơi. Ui, đánh kỳ vậy ta. Này là Glory đứng phía trong là cái gì, đánh lô tô tôi không biết, nhưng mà anh ta thấy hơi rung về cái khả năng đánh con Serat này đó nha.
Tiếp tục nè. Ôi Rizal ngợp thật sự rồi. E trúng nhưng không còn chiêu thì làm gì được nhau. Quy lách ngược nha. Để coi Spada lách được cái Quy này không. Lách được thì tôi cũng sợ đó. Ô, lách được luôn. Lách được W luôn. Quy trúng tiếp rồi. Rizal bị làm chậm rồi. Ngợp. Ngợp thật sự e chứ luôn. Solo không? Đó sẽ là solo kill dành cho Spada. Và chiến thắng dành cho Spada trong cuộc 1v1 vs 1 này. Anh ta xử lý quá kinh khủng với con bài Serat. Xin nhắc lại với các bạn, nội tại của Serat trong tay của Spada đó là khinh thường kẻ yếu trong tay của Z. Vòng rừng này bị mất là lỗ lắm nha. Chưa có những cú nháy binh vào người của Son. Đúng là như anh vậy. Anh ta đã vòng sau. Không, cái này bắt vào người của Bia sẽ tuyệt vời hơn. Bia không còn tốc biến. Anh ta di chuyển thẳng vào bụi. Nhưng Son đứng đây một mình. Bật lãnh thổ xương đen lên. Tấn công người Bia. Bia bị gây sát thương. Đã full stack chinh phục rồi. Mất tốc biến để tấn công Bia. Anh ta có ước nguyện tiên cả nhưng vẫn phải nằm xuống đâu. Chiến công đầu. Và thiên định kiếm giữ chân Atomic. Atomic mất đi cú tanh tẩy của mình. Nhưng hỗ trợ của anh ta thì đã gục ngã từ tình huống trước đó rồi. Bia không có tốc biến. Rồi thôi xong. Bia bị kẹt lính. Dính móc cái móng vuốt khắc ám. Bây giờ thì Team Will họ nằm xuống hai mạng rồi. Và một mạng trên người Virgo, một mạng trên người của Style. Tự nhiên kèo đấu ở đường dưới lại dễ dàng hơn hẳn. Khi mà Lucian có đồ, cấp độ 6 sẽ là mốc cấp độ rất nguy hiểm với cặp đôi đường dưới của MB ở trong tiểu này. Bởi vì họ chọn vào ai họ là người đấy sẽ gặp vấn đề. Về cái lượng đam của họ lúc đó đã là bùng nổ quá khủng khiếp rồi. Rõ ràng là những cái lợi thế đầu game của Team Will cần phải xử lý một cách triệt để thì họ lại không có trên người của Artemis. Và từ giờ bây giờ thì bên phía của MB họ đang làm quá tốt nhiệm vụ của mình trong giai đoạn landing. BinJ tận dụng thời điểm này tấn công những con sâu. Ây, nhưng con lính bị bắt rồi anh ơi. Nhưng đó là hoang tưởng nổ hoa được hai người và đã có một mạng. Nhưng mạng đó cũng bị hoảng sợ. Froggy đang cố gắng chạy, anh ta sẽ chạy được với những cú video của mình. Quá xui dành cho Son. Nhưng cũng may dành cho Team Will trong tình huống này. Ui, bật tốc hành lên vẫn nằm xuống anh Thiên à. Hai đánh một là cái thế. Khó lắm anh Lâm. Một màn dành cho bên phía của MBA và Son mất tốc biến đầu tư khu vực cánh trên. Nhưng Rizal lại là người có được cái trụ đầu tiên của ván thi đấu này. Anh ta sẽ hướng tới là tàu kiếm như chưa có hoác tướng. Mất e rồi, mất cú nhún nhảy, mất tốc biến là coi như xong. Lôi thần giáng thế chưa kịp hóa R đã nằm xuống. Muốn nhường màn cho Artemis nhưng cú bắt phát bắt trúng nó chưa tới kịp. Và hiện tại thì đã bắt lẻ thành công vào người của Rizal rồi. Rizal đứng lên hơi cao ở pha đó mặc dù anh ta không kiểm soát được cái phần rừng đối phương. Và ở đây Phi Hồ lao lên nhưng đó là một cú đồ hòa. Phi Hồ bị dính lại. Froggy đã cố gắng chạy, anh ta mất tốc biến để lùi về một tình huống rình rập đối phương và anh ta mới là nạn nhân trong tình huống vừa rồi. Đúng là như vậy, có vẻ như là hơi vội bởi MB họ bỏ luôn con rồng này và để Rizal tiếp tục đẩy cánh. Ui, nếu làm tốt thì con rồng này phải thuộc về MB chứ nhở. Và bây giờ thì họ muốn tấn công Spada. Spada anh ta vẫn còn tốc hành và lôi hùng giáng thế thì chưa hồi. Spada bật tốc hành lên. Yodak bây giờ mới là nạn nhân bị nhắm tới. Đó là hoang tưởng nhắm thẳng người của Style. Có ai hỗ trợ hay không đây? Đó là lôi thần như thế được tung ra làm chậm được hai người. Và trói chân một cú xoắn trói quá đẹp. Sonic cố gắng chạy với chiêu cuối của mình. Nhưng mà nóc tên của BinJ, anh ta không cho đối phương chạy. Nhưng anh ta mới là mục tiêu bị tấn công. Phía bên này Style đang cố gắng chạy, anh ta vẫn chạy được về tới nhà. Và hiện tại thì Team Will họ có luôn con rồng và có luôn một mạng của đối phương. Và lấy được rất nhiều phép bổ trợ. Họ hình như là họ thăm minh cái lôi thần giáng thế của Spada. Họ biết là thời điểm nó chưa hồi và họ tấn công vào nhưng đây là một con gấu lên chống chịu. Anh ta không hề mỏng một tí nào. Và khi cái thời điểm anh ta hồi lại chiêu cuối và anh ta kích tốc hành lên, đội hình của MBA cố gắng chạy nhưng tấn công thẳng vào. Glory tiếp tục đổ hòa, dịch chuyển quay ngược trở lại. BJ tới, anh ta đang giữ chân đối phương nhưng so với này thì ai không ai cứu được cả, không kịp đánh vào hạt. Và cuối cùng bên này tiếp tục một người nằm xuống, đó là Style. Và hiện tại thì BJ anh ta đã bị tấn công, lùi về thành công rồi. Con rồng tiếp theo sẽ là con rồng mà cả hai team đều sẽ nhắm tới. BE. Bia dính bùa, anh ta bị xả sát thương. Bùa chưa giải xong anh Lâm ơi. Tốc biến lên, thì định kiếm tấn công thẳng người của BJ. BJ hoang tưởng. Nhưng đó là ác mộng dành cho anh ta. Họ sẽ chọn gì đây, họ sẽ lấy trụ. Sau đó tiến là mục tiêu chăng. Anbaron chăng, Anbaron đến từ MB. Hôn gió tung ra và sau đó lùi về với cái phi hồ của mình lần cuối cùng. Và bằng một cách nào đó thì MB họ đã có được nhắm cơ hội nhắm tới con Baron này. Bảo rồi, đừng khịa nữa. Nhưng Baron đang được kiểm soát. Đội hình của Team Will hình như họ chưa muốn bỏ. Khi Glory sẵn sàng với chiêu cuối, sẵn sàng với tốc biến, Spada di chuyển lên. Glory hóa thân thành người của một con gấu. Nhưng con gấu không xài chiêu thì ai cũng biết nó là con gì rồi.
đó chính là một con Nico. Rocky đang giữ tầm nhìn nhưng anh ta không có phía hồ. Anh ta vẫn đang chờ một góc nào đó. Yodak quay ngược trở lại, anh ta sẽ là người hy sinh để đồng đội kiểm soát của Baron. Baron đã có, Yodak sẽ nằm, nhưng Emi sẽ lùi về. Như vậy là Emi họ sẽ lùi về, nhưng họ lùi về thành công. Không, Sparta không phải là mục tiêu mà quá là cạn đầu. Lối là tới nổ hoa, ba người siêu đẹp luôn. Bắn phát bắn trúng tấn công vào. Sparta đang dí với người của Style. Style có thể phải nằm xuống. Và Sparta đã có được mạng hại của Style. Son bị tiếp tục giữ chân. Anh ta kích một lập giáp lên nhưng đang cố gắng chạy về. Frocky tới để giải vây những người đồng đội mình. Khi Fio đã hồi, một cú thủy ngục thành công nhưng sát thương là chưa đủ. Và rồi anh ta sẽ về được, vẫn còn 3 bùa lại Baron. Tôi cảm giác là bên phía của Emi họ hơi nhùng. Thực ra họ không nhất thiết là phải cho Leona anh ta đứng lùi tít ở phía sau làm như vậy, nhưng quyết định họ là quyên sinh vào người của đối phương. Và bây giờ có dịch chuyển tới bởi Razo, có dịch chuyển tới từ Frocky, họ muốn bắt BJ. Emi đánh ác chưa? Đánh rất kỹ, dịch chuyển ngược trở lại nhưng Raizo không hề sợ. Anh ta tới, nổ sắp đầy. Và đó sẽ là solo kill cho Raizo. Anh ta có nổ, anh ta là hóa na khổng lồ. Anh ta với được cái hạt này là ta chạy được. Chiêu cuối đẩy hai người vào. Anh ta quyết định không chạy, tấn công thẳng ngược lại. Sparta đã bị gây sát từ Glory cũng tương tự. Sparta đang dí Raizo. Yodak đang cố gắng chạy. Atomic tiếp tục có mạng hạ gục. Raizo trở về. Một con na mệt mỏi, một con na không còn khổng lồ nữa. Frocky có Banshee trên người, anh ta che chắn đồng đội của mình nhưng liên tục bị làm chậm, liên tục bị đánh đập. Frocky bị cắn tiếp nhưng có sự hỗ trợ của Raizo gọi bão thành công, và đó là một mạng hạ gục cho Sparta. Anh ta đang hướng tới mạng hạ gục thứ hai, nhưng cánh bên này Son đang cover Style. Style bắn được một mạng nhưng Style gãy súng. Sparta trâu quá, một con gấu vẫn đang dí. Và hiệp sĩ trong tay con kiếm đang cố gắng chạy. Lôi thần giáng thế giữ chân lại, làm choáng, gọi bão. Artemis tới sẽ nhường mạng dành cho Artemis với cú bắt phát bắt trúng đây. Và sẽ là con rồng dành cho Team Whale. Như vậy bùa lại Baron của MB không được tận dụng một cách tối đa, và nó đang khiến cho MB âm 231 tiền. Rõ ràng là cái sức phòng thủ và khả năng can lướt của một con gấu đã hoàn thành xong băng giáp vĩnh cửu là thực sự khủng khiếp, kết hợp thêm một cái áo choàng diệt vong nữa. Nhưng rõ ràng chúng ta thấy một điểm là MB họ xử lý cũng không mắc binh ở trong những tình huống gần nhất, và họ đã phải nằm xuống ở rất nhiều người. Và Team Whale họ có được con rồng này và sau đó là ăn luôn con cua. Còn lại thì sẽ là va chạm. Son là người bị giữ chân lại, anh ta bị dính hoang tưởng. Một cú nổ hoa, Son bị bỏ lại rồi. Son sẽ phải nằm xuống trong vòng tay của đối phương. Anh ta mất tốc biến để cố gắng chạy, nhưng đây là đường về nhà của đối phương. Ở nửa kia thì Froggy đã nằm xuống. Son bị trụ bắn một nhịp, anh ta vẫn còn tồn tại. Đã có trụ hai của phần nửa dưới dành cho phía của MBE. Nhưng nửa cánh trên, welcome to Kung Fu Sparta. Anh ta tấn công thẳng vào người của Style. Style đang chạy, gấu đây bỏ súng xuống. Style bỏ súng, Style về bể đá cổ luôn. Baron dành cho viên của Team Whale. Baron sẽ dành cho Team Whale một cách rất dễ dàng với việc mà BJ cùng với cả Artemis cùng cả Bie đang còn sống đầy, và thậm chí là Volibear của Sparta không quan tâm tới trụ. Rõ ràng đây là một sai lầm rất lớn đến từ MB, bởi vì đánh ở thời điểm hiện tại thì rõ ràng MB không đánh lại nổi. Gấu đây bỏ súng xuống gặp tôi là Style tôi cùng bỏ súng vào đó là mà chạy nữa cũng nằm. Thực ra tôi nghĩ rằng bên phía của MB họ đánh chậm lại và chờ đồ dành cho Lucian cũng cả Vigo để cho con bài Volibear này về giai đoạn sau bị bớt đi cái tầm ảnh hưởng thì là lựa chọn hơn cả. Nhưng họ quyết định muốn bắt lẻ và họ đã thất bại. Bây giờ thì sao đây? Đang là một dịp tấn công, một cú nổ hoa đến từ Glory tấn công một người. Yodak, Yodak đi rồi. Trong chuyến này thì Yodak không thể nào chạy được. Họ đang cover cho Binzai về, và Binzai về được thật. Sparta đứng kia và anh ta gọi là Pinmi Thanos. Glory đã nằm, không có Thanos nào tới cả. Sparta cần phải dìu những người đồng đội mình về. Anh ta tiếp tục bị dính xoắn trói, và cú xoắn trói được tung ra bởi Son. Anh ta lao vào với lôi thần giáng thế, nhưng phía bên này thì Raizo đang cố gắng chạy. Raizo bị fear, Raizo bị giữ chân lại. Kung Fu Sparta tiếp tục tấn công Raizo. Raizo chuyến này không về được. Style hai gục của Binzai, nhưng con gấu này nó là con quỷ chứ con gấu gì. Trâu quá, tấn công tiếp vào người của Son. Son vô vọng, Son gãy kiếm. Và thậm chí là Artemis còn không bắn ở trong này, một mình Sparta. Anh ta đơn đả độc đấu giữa đội nữ vương. Và giờ Sparta đang tới, cháp đặt ra liên tục đến từ các thành viên của Team Whale. Thấy Dương Hà Sang, người bị giữ chân lại là Yodak, anh ta bị tấn công. Hoang tưởng tấn công thẩm người Frocky, cú nổ hoa được hai người. Style mất đi thanh tẩy, anh ta mất luôn tóc biến. Đi đi Sparta, Style mở nồi công điện thấy nguyên một con gấu rồi. Raizo bị tiếp tục tấn công, hết giáp hồi sinh thì đi luôn bởi Son. Quá tuyệt vời với vị thần sống này. Và sẽ có chiến thắng dành cho Team Whale với một ván thi đấu mà Sparta tỏa sáng rực rỡ với Volibear. Đây sẽ là một hiện tượng của phiên bản 14.5 này và có thể chúng ta sẽ được chứng kiến liên tục trong thời gian tới. Một ván thi đấu mà dấu ấn của Sparta đã là quá khủng khiếp mà Team Whale
ở đầu ván thi đấu họ đã không làm tốt cái nhiệm vụ của mình. Họ để cho đối phương kiểm soát đường dưới tốt hơn, nhưng chỉ có một sự khác biệt lớn nhất ở ván thi đấu này. Đó là một con gấu, đó là một bài volleyball trên người Sparta. Gấu đây tất cả bỏ kiếm bỏ súng xuống. Một thế trận mà Sparta làm hết. Sparta thắng solo, Sparta thắng đường, Sparta gỡ lại giao tranh, Sparta ngăn 3 thành viên đối phương, Sparta đẩy nhà, Sparta hạ gục xạ thủ có 2 vé bổ trợ đến người. Và thậm chí anh ta còn đi thẳng vào trụ như chỗ không người luôn. Quá đáng sợ với cái bài volleyball này. Và chúc mừng Team Wales với chiến thắng này, thì họ sẽ vững chắc ở vị ít nhất là vị trí thứ 3 trên bảng xếp hạng.